cái này là có turbo mini dễ thương ghê, nhúng mà này gọi T90 của Thái Lan nha, đẹp ha. Sản phẩm này cũng được tặng chai nhớt với turbo, này là đi theo máy là có turbo. Này gọi T90 của ta nha, có chữ KK luôn nè, thấy không? T90. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. T90 chính ngựa đó bà con. Đẹp ha. Có số dòng GT. GT bây giờ chỉ còn đặc biệt là GT90 thôi. Mẫu rất là đẹp, chạy rất là sướng nha. Đặt kia. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. GT90 của Thái Lan. Này bà con chạy bơm nước, bơm một siêu tôm cá trên xe là vô tư luôn, chạy rất là đầm nha, đặc biệt là này chạy rất là đầm. Ngon. Có không tắt đèn luôn nữa không? Cái này có câu điện riêng cho bà con xài nè. Bà con có câu điện đi đâu nghe tàu hay chỗ nào câu điện 212V xài luôn nè. Nó lấy điện ra ngoài là không gian nè. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.